cả dân tộc Việt Nam, cả đất nước Việt Nam vừa mới long trọng tổ chức kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức là ngày 19 tháng 5 2018 là vừa tròn 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chào Thì Mai trên Dương, cả chào nước, Quang Minh, chào Quang Dũng, hân hạnh chào bạn. Rồi rồi trên cả em nói nước nha. thì tất cả các địa phương nói chung, nhưng mà tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như Đà Nẵng và thành phố Hà Nội và một số những tỉnh thành lớn khác, thì tất cả những cái hoạt động kỷ niệm rất là long trọng và vui tươi phấn khởi, tạo ra một cái đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần, vừa là nhớ ơn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là cái đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Thì tất cả dân tộc Việt Nam đều biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi vì Chủ tịch là một người đã hy sinh cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho phong trào cách mạng để dìu dắt dân tộc Việt Nam này đấu tranh chống thực dân phong kiến để đưa đất nước chúng ta từ một cái đất nước lầm than nô lệ bị cai trị mà tiến lên một đất nước độc lập tự do và nhân dân ta được làm chủ. Và ngày nay đất nước ta đang trong cái quá trình xây dựng và phát triển và nhân dân có một cái đời sống được ấm no và hạnh phúc như này, thì chúng ta luôn luôn ghi nhớ cái công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là Đảng và toàn dân tộc Việt Nam đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh như một vị thánh, như một vị thánh. Đấy, thì dân tộc Việt Nam chúng ta với cái cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho dân tộc và vì dân tộc như vậy thì ai cũng phải ghi nhớ. Đây là cái đạo lý truyền thống của dân tộc Việt, đó là ăn quả nhớ kẻ trồng cây và uống nước nhớ nguồn. Cái đạo lý này là một cái truyền thống rất là tốt đẹp. Thế tuy nhiên là các cái lực lượng mà có hận thù chống phá Đảng nhà nước dân tộc Việt Nam thì chúng rất nhiều những cái hành động và những cái lời phát ngôn và những cái hình ảnh xuyên tạc xúc phạm đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì cái này chúng ta phải nói là những cái kẻ đó là những cái kẻ nó không còn là mang trong mình cái dòng máu dân tộc Việt nữa. Và chúng mang trong bản thân con người đó chỉ là sự hận thù, đố kỵ và cái tư tưởng là nô lệ cho ngoại bang để bám vào cái ngoại bang mà có một cái cuộc sống gọi là con người. Thế thì thành ra đối với những cái kẻ mà không còn mang dòng máu dân tộc Việt nữa thì chúng luôn luôn xúc phạm đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúng xuyên tạc đủ trò. Ví dụ như chúng xuyên tạc là Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Trung Quốc chẳng hạn, một cái điều xuyên tạc cực kỳ trẻ con, một cái suy nghĩ cực kỳ thiển cận, một cái suy nghĩ vô cùng là nó xuyên tạc một cách vô lý, tức là không có cơ sở căn cứ mà chúng vẫn cứ có thể làm được những cái điều đó. Thì có nghĩa rằng cái nhân cách và cái dòng máu Việt không còn trong con người của chúng nữa. Bây giờ anh thì nói với Nhã Linh cùng tất cả mọi người như thế này thôi, đến cả những người nước ngoài và trong đó có cả những người là những cái thuộc vào những cái quốc gia mà trước đây là thù địch với Việt Nam, nhưng mà sau này người ta còn phải phải công nhận và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất nhiều dân tộc quốc gia khác trên thế giới đã ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã được cái hiệp hội UNESCO, tức là cái tổ chức văn hóa thế giới đã công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới. Một cái tổ chức văn hóa thế giới người ta đã công nhận bởi vì người ta căn cứ vào cái gì? Cái cuộc đời sự nghiệp và cái sự cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc đất nước Việt Nam cũng như là nhân loại. Bởi vì dưới cái sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh dìu dắt dân tộc Việt Nam đánh đuổi thực dân để giành độc lập dân tộc, nó như một ngọn cờ đầu cho các cái dân tộc, các cái quốc gia thuộc địa. Người ta lấy đó làm cái ngọn cờ đầu để người ta phấn đấu và người ta cũng đã giành được độc lập. Ví dụ như một số nước ở ở Trung Phi, người ta đã học tập cái gương của Việt Nam và cái sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh để dìu dắt một cái dân tộc lầm than và bị nô lệ như vậy mà để trở thành một cái quốc gia độc lập và có chủ quyền, nhân dân ngày càng được ấm no và hạnh phúc như thế này. Người ta đã công nhận như vậy và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh chứ đâu có phải riêng dân tộc Việt Nam. Cái thứ hai là nhiều quốc gia trên thế giới đã dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh để biểu thị cái sự ngưỡng mộ. Thế mà các cái lũ hận thù chống phá Đảng và nhà nước cũng như dân tộc Việt Nam chúng nó xuyên tạc. Cho nên cái điều mà chúng chống phá đó là xuất phát điểm từ cái nhân cách, từ cái dòng máu chúng không còn mang trong mình cái dân tộc Việt Nam nữa và cái lòng hận thù và đố kỵ đối với đất nước Việt Nam, thành ra chúng xuyên tạc. Chúng muốn là gì? Xúc phạm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và để mà gọi là làm mất cái uy tín cũng như là cái sự tôn vinh ngưỡng mộ của dân tộc Việt Nam đối với bác. Thì cái này thôi chúng ta không nói về cái đó nữa bởi vì đối với những cái kẻ đó chúng ta không chấp. Còn dân tộc Việt Nam đã coi Chủ tịch Hồ Chí Minh như vị thánh nhân,
Nhưng mà ông tiên gia như cái người đã cứu cả non sông và dân tộc Việt Nam này, thành ra là đời đời mãi mãi các thế hệ mai sau đều ghi nhớ và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em thấy không, các quốc gia dựng tượng Hồ Chí Minh, rồi là các gia đình ở Việt Nam với cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi gia đình đều có ảnh Bác, đều có bàn thờ Bác. Kể cả trước đây trong cái giai đoạn đất nước bị chia cắt, một nửa còn thuộc chế độ ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn dưới cái sự dung dưỡng của thằng đế quốc Mỹ, nhưng mà vẫn có những gia đình thờ Bác ở trong trong nhà đó. Đấy, vẫn cứ hướng về Bác. Bởi vì cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam và là con đường soi sáng cho cả dân tộc. Thôi thì như là chúng xúc phạm và chúng vu khống xuyên tạc bóp méo thổi phồng như thế nào đi nữa thì có dân tộc Việt Nam và những quốc gia tiến bộ trên thế giới người ta ghi nhận là được rồi. Thế còn quay ra về cái vấn đề như là lúc ấy Nhã Ninh nói là một số kẻ đã đi ngược lại cái lợi ích của quốc gia dân tộc và đã có một cái hành động cực kỳ phản động, đó là gì? Là xét lại lịch sử. Đó là chủ động trong vấn đề. Chủ yếu hôm nay là mời anh, nhờ anh Dương Hùng lên nói về cái lũ bẻ công xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử và điều chỉnh sửa lịch sử của Bác Hồ. Dân tộc Việt Nam ấy, là của dân tộc Việt Nam và dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản trong giai đoạn cận hiện đại đã là viết tiếp trang sử vàng của dân tộc. Mình phải nói như thế này này, lịch sử dân tộc Việt Nam 4.000 năm nay là của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam này, chứ không phải của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? Là người sáng lập đảng và lãnh đạo đảng, đảng lãnh đạo toàn dân tộc, đấu tranh chống thực dân phong kiến, phát xít và đế quốc, và gọi là viết tiếp trang sử vàng dân tộc. Phải nói đó, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là viết tiếp trang sử vàng của lịch sử dân tộc. Chứ chúng ta không nói là lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử của dân tộc Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam dìu dắt dân tộc Việt Nam viết tiếp trang sử vàng truyền thống của dân tộc, đó là giai đoạn cận hiện đại, nhất là giai đoạn đánh đuổi thực dân phong kiến phát xít và đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Thế thì ở đây ta phải nói một cái vấn đề. Thứ nhất là hiện nay có một số kẻ đã chủ quan hoặc là có những cái hành vi thủ đoạn trong vấn đề xét lại lịch sử. Mà cái vấn đề xét lại lịch sử này ấy là không phải là thực hiện cái chủ trương lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Bởi vì như ta biết là vừa rồi có cái bộ sử 15 tập